Cũng tại Hậu Giang, vào tối qua đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 9. Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo nhiều tỉnh thành trong khu vực và đông đảo vận động viên, người dân tham dự sự kiện. Mở đầu chương trình, 13 đoàn vận động viên của các tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long đã diễu hành qua sân lễ. Dự kiến sẽ có hơn 2.200 vận động viên tham gia, tranh tài ở 27 bộ môn. Các địa phương được cử lực lượng mạnh nhất từ phong trào thể thao quần chúng và chuyên nghiệp. Chương trình vô cùng hấp dẫn với các tiết mục đồng diễn, trực ba tin nghệ thuật, biểu diễn khiêu vũ, dance sport, thể dục cổ động, aerobic, trống nước, võ vô Việt Nam và taekwondo. Lễ khai mạc được khắc họa hình ảnh đẹp, ấn tượng về tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và tiến bộ.